sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, thì chúng ta trong tuần lễ vừa qua đã được Ni sư chia sẻ một cái hạnh rất là lớn, hạnh cuối cùng trong tứ vô lượng tâm, đó là hạnh xả hay còn gọi là tâm xả, và đã được đi qua những cái định nghĩa rất là căn bản để chúng ta biết rằng chúng ta hiểu nôm na thực hành cái tâm xả trong đời sống hàng ngày của mình là như thế nào. Và Bảo Ngọc tin rằng mỗi người trong chúng ta đều đã từng ít nhất một lần trong đời mình đã từng tha thứ, mình đã từng bao dung, mình đã từng buông tay, mình cũng đã từng buông xả. Trên mỗi người chúng ta đều có một cái sự cảm nhận riêng của mình về tâm xả này, nhưng mà vì nó là cái tâm cuối, tâm lớn nhất, tâm cuối cùng trong tứ vô lượng tâm, cho nên Bảo Ngọc tin rằng nó sẽ là một cái tâm mà đòi hỏi cái công phu và nỗ lực tu tập rất là nhiều. Xin mời quý vị đến với sự chia sẻ của Ni sư ngày hôm nay để chúng ta hiểu rõ hơn về tâm xả, quý vị nhé. Dạ, dạ thưa sư, thì con cũng như là quý khán giả xem đài đã được Ni sư chia sẻ cho chúng con về tâm xả. Chúng ta và con cũng biết đây là tâm cuối cùng trong tứ vô lượng tâm, thì con cũng rất là nóng lòng muốn được tìm hiểu rõ hơn về tâm xả này. Xin sư có thể định nghĩa một lần nữa cho tụi con hiểu về tâm xả. Lần trước sư định nghĩa rồi á, bây giờ là chị Đức Hạnh với Bảo Ngọc định nghĩa lại để tại vì khi mà mình lặp đi lặp lại thì mình sẽ nhớ cái bằng là văn ôn vũ luyện, yeah. Võ luyện, thì bây giờ chị Đức Hạnh nhắc lại trước đi. Thưa sư, giống như Bảo Ngọc mới vừa nhắc đến, đó là tâm xả là cái tâm bao dung và tha thứ. Con nhớ lần trước sư nói tha thứ cho người và cho chính mình, chứ không phải là hồi đó con cứ nghĩ tha thứ là cho người ta, nhưng thật sự là tha thứ là cho chính mình, để cho mình bớt cái khổ đi. Nếu mình giận người ta mình khổ dữ lắm, không biết người ta có khổ hay không, chứ thấy mặt mày mình là u sầu trước đó. Tức là xả đi cho lòng nó nhẹ, dạ. Đó là tác dụng của tâm xả. Còn bây giờ là định nghĩa của tâm xả. Định nghĩa để mình biết là những tính chất nào mà trong lúc thực hành mà mình biết đó là tâm xả. Có nghĩa mình không nắm chặt một cái gì thì được kêu là xả. Dạ. Dù là nắm chặt, thường thì là mình hay chấp chặt những cái mình không nên chấp chặt, đó là những cái xấu, những cái xấu không nên làm. Nhưng mà lần trước sư có dạy là những cái tốt mà mình có làm hay nữa cũng không nên chấp chặt, để cho mình khỏi có phải kể công kể ơn, nếu không kể ơn với người nữa cũng tự hào, ôi tôi làm những điều tốt, tôi là người tốt, cho cái tôi nó to lên chút xíu nữa to. Mà mình không hay. Cái định nghĩa của tâm xả, rồi bây giờ Bảo Ngọc định nghĩa lại cái những cái từ căn bản, những cái điểm nào mà người ta gọi đó là nói đến cái đó thì mình biết đó là yếu tính, những cái yếu tính, tức là những cái tính chất thiết yếu của tâm xả. Dạ, theo con thì tâm xả nó là một cái gì nó đi ngược lại hoàn toàn với lại cái thuộc tính của cái tôi, đó là cầm nắm và giữ. Thì ba cái cầm nắm giữ này con đi ngược nó lại thì mình sẽ buông tay ra, không giữ nữa. Thì đó là hai cái căn bản của một cái người thực hành xả, buông ra, không nắm, không giữ, không thủ, không chấp. Mày chế dữ thì con nó theo con nghĩ mà không phải. Thì cái đúng, những cái đó là thuộc tính, những cái yếu tính mà nói tới đó thì chúng ta biết đó là tâm xả đó. Thì nhưng mà nếu mà có một cái định nghĩa, tạm gọi là một cái định nghĩa để mình biết thì cái tính chất mà những tính chất nào mà đụng vào thì mình biết đó là tâm xả, thì đầu tiên đó là những cái tính chất là trong sáng, hồn nhiên, yeah. Đó, bình thản, tự tại, thông dong, thư thái. Cái đó mới đúng là tâm. Tại vì đang nói định nghĩa tâm xả mà. Nãy giờ là các vị nói được những cái thuộc tính của nó, rồi nói được cái tác dụng, tác dụng của ta khi mình xả bỏ tâm xả là sao. Nhưng mà khi mà mình nói đến cái trạng thái của tâm, trạng thái của tâm xả
đó là trạng thái của sự thông dong, tự tại, thư thái, bình an, nhẹ nhàng, trong sáng. Tất cả mấy cái đó là trạng thái của tâm xả. Đó. Như vậy làm thế nào để có được trạng thái tâm đó? Thì đó bây giờ mình mới bắt đầu đi tới cái là những cái nó khiến cho tâm xả không hiện diện được. Đó là cầm, nắm, giữ. Yeah. Cầm, nắm, giữ, thủ chấp, cố chấp. Người nào mà nói rằng người đó cố chấp lắm, có nghĩa là người đó là nguyên tắc đến cái mức, người đó hoặc là nguyên tắc quá, hoặc người đó là nguyên tắc á, thì nó cũng là tốt. Tại vì nhiều khi mình du di quá, những cái nguyên tắc của mình nó cứ bị du di riết, nó không còn nguyên tắc gì nữa. Thì là, nhưng mà nếu mà quá nguyên tắc, tức là mình không biết du di, không biết lúc nào thì cần phải mở ra, thì cái đó là một dạng chấp, một dạng nắm. Còn đến cái cố chấp là biết sai mà vẫn chấp chặt á, là không bỏ đó, thì cái đó là cố chấp. Một tư tưởng của mình dù sai hay đúng mà mình nắm chặt nó, mình không mở ra để mình lắng nghe, thì đều gọi là cố chấp. Thì nếu mà mình cố chấp là một cái sự là không buông xả trong tâm ý. Còn cầm, nắm, giữ là một trạng thái là của tay đó, của vật chất. Nhưng trong tâm ý mình mà nắm chặt một cái gì, chẳng hạn như nắm chặt một tư tưởng, một tri thức, mà rồi không mở ra để biết du di, để biết thực hành, thì nó sẽ có những cái này cái kia. Thì chúng ta biết là trong từ của Phật giáo có một từ gọi là kiến thủ. Yeah. Kiến thủ là nắm chặt lấy cái hiểu biết của mình. Yeah. Mà mình không biết rằng sẽ có những con đường khác nó cũng đi tới đó, trong khi mình biết có một con đường thôi, thì only one con đường đó là mình nhất định là đúng. Thì mình phải học, đối với người mà bị kiến thủ, họ cần phải học một cái bài học rằng là những gì mà bạn không biết chưa chắc là không đúng. Thí dụ như con đường đó là con đường đi tới nhanh nhất, con đường tốt nhất, bình an nhất, cũng không nên chấp nha sư, tại vì có những con đường khác. Tại vì đột nhất là với ai? Dạ, chứ có thể nhất với bao giờ cũng là nhất với ai. Đúng rồi. Đó, chứ còn nếu mà là còn nếu mà gọi là nhất á, thì bao giờ nó cũng là người này thì nhất chứ người kia thì không. Dạ. Đó. Chẳng hạn như nếu mà người mà theo đạo thần linh á, đó, nếu thì họ sẽ thấy Phạm Thiên của họ là nhất. Người nào không nói nhất họ không chịu. Đối với những vị mà thờ tạo hóa, thờ thượng đế, thì họ là tạo hóa, thì họ là nói Ngọc Hoàng Thượng Đế là nhất. Yeah. Thế nhất và nhất với những người nào tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế thôi. Đó. Rồi bây giờ với những vị mà họ tôn sùng Thượng Đế đi, thì họ cũng coi Thượng Đế là nhất. Nhưng mà nhất đối với những người tôn sùng thôi. Thành ra vì thế cho nên trên cuộc đời này nó không có cái nhất. Và vì vậy cho nên á, cái yếu tính này trong Phật giáo là phủ nhận có một cái gì đó là số một. Thành ra khi mà nói chữ vô ngã, chúng ta cũng liên can tới chữ là thứ nhất, những cái gì mà mình khẳng định thành là một cái ngã. Yeah. Một cái tôi đó. Yeah. Thì thứ nhất là yếu tố của nó là độc tôn, tức số một. Yeah. Thì trên thế giới này lại không có cái gì là số một hết. Cho nên mà những cái yếu tính mà làm nên một cái tôi mà đáng được gọi cái tôi, thì phải nói là thứ nhất là độc tôn, thường hằng, bất biến. Độc tôn đó là số một, duy nhất. Yeah. Thì trên đời này lại không có gì là duy nhất cả. Đó. Yeah. Quý vị cứ nói hồi, quý vị nói có cái duy nhất. Sư nói đi, cho sư biết một cái gì thật sự là duy nhất bằng cái tri thức của nhân loại này mà biết đó là duy nhất. Bằng tri thức của nhân loại luôn, chứ không phải là bằng cái suy nghĩ của một cá nhân hay một vài tập thể hay vân vân. Bằng tri thức của nhân loại cộng trở lại mà kiếm cho ra một cái độc tôn, tức số 1 là duy nhất. Độc tôn số 1 duy nhất, kiếm cho sư một cái. Thì chứ nói chứ cho một tháng đi, quý vị tìm tòi hết luôn trong cái tri thức của nhân loại, cái kho tri thức của nhân loại, kiếm cho ra một cái gì mà một mình nó tạo được
mặc được chứng minh đàng hoàng á thì không có. Thành ra yếu tố độc tôn là không có. Mà một khi yếu tố độc tôn đã không có đó thì mình thể nào mà mình tưởng tượng ra một cái độc tôn được. Và vì vậy cho nên á, khi chúng ta đã phủ nhận yếu tố độc tôn, tức có nghĩa rằng là chúng ta đã phủ nhận có một cái tôi cố định. Và khi chúng ta thực hành tâm xả là chúng ta thực hành cái bỏ, thứ nhất, những cái gì của mình biết nó chưa hẳn là số một. Bởi vì trên đời này nó không có cái là độc tôn mà. Cho nên những cái điều chúng ta có thể biết, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ phủ nhận với những gì mà chúng ta chưa biết. Bởi vì những điều chúng ta chưa biết chưa hẳn là nó không đúng. Nhưng mà trong cái tầm vóc của tri thức nhân loại thôi thì mình đã biết rằng là có những cái chẳng hạn như chị Đức Hạnh nói con đường này là bình an nhất, con đường này là bằng phẳng nhất, con đường này là ngắn nhất, con đường này là tốt nhất chẳng hạn, thì cái nó nhất này nó phải là nhất của chị Đức Hạnh thôi, phải không? Đó, thành ra vì vậy cho nên đừng cố chấp chặt một cái gì, bởi vì nắm chặt một cái gì là khổ cái đó. Và cái tư tưởng mà xả của vô lượng tâm, cái tâm xả để thực hành được cái tâm này là tất cả những cái mà thuộc tính, thuộc cầm, nắm giữ là phải buông xuống, dù đó là nắm bằng vật chất, bằng tình cảm hay bằng tinh thần. Cái này con vướng hơi nhiều. Con nghĩ là cha mẹ nào cũng vướng, nghĩ là cái mình biết là tốt nhất và muốn con mình nghe lời mình làm như vậy. Nhưng mà con cũng học được bài học là mình muốn mà nó không làm được. Tại vì nó không làm. Nó không làm. Là bởi vì nó không hợp với nó. Đối với nó là cái này nhất đối với mẹ mà chưa phải nhất đối với con. Dạ. Dạ. Con thấy cũng có nhiều cái câu chuyện cũng rất là hay. Cũng có kể rằng là giống như là có một cái câu chuyện kể là cái người con á, họ nó bỏ tay vô một cái bình để mà nó cố gắng nó lấy được một cái đồng xu ở trong cái bình đó. Và như vậy là nó nắm cái tay lại, tại vì trong tay nó có cái đồng xu đó. Và vì nắm tay lại và cái miệng bình nó quá nhỏ cho nên con thằng nhỏ nó không có rút cái tay ra được. Thì cứ như vậy hoài, thì hai cha con là phải tính là đập luôn cái bình đó ra để mà đứa nhỏ có thể lấy cái tay ra vì cái miệng bình nó quá nhỏ. Thì người cha sau một hồi suy nghĩ có nói với con là con buông tay ra thì con có thể rút tay ra khỏi cái miệng bình. Nhưng mà thằng bé nó nói là con buông ra thì con mất cái đồng xu của con, cho nên con bỏ tay vô đây để con lấy cái đồng xu, mà ba kêu con bỏ tay ra thì con sẽ không lấy được cái đồng xu đó. Tức cái nghĩa là sau một hồi mà hai cha con vật lộn để mà rút tay của con ra, rồi mà rút cũng không được, để đến tính đập bể cái bình, tính bể cái bình, đập bể cái bình cổ, và bình đó là bình cổ nha. Đó thì đứa bé nó thì ổng mới nói là con duỗi cái bàn tay ra thì ra được đó. Thì nó không thể duỗi, phải không? Dạ. Là bởi nó duỗi ra thì nó sẽ mất đi tiền, cái đồng xu đó. Nó là nó vô mục đích của nó là lấy cái đồng xu. Thì cái nếu như mà mình cầm nắm một cái gì mà mình không buông ra được thì mình sẽ bị cầm tù trong cái nhà ngục đó. Thành ra hãy biết buông khi cần thiết. Và cái yếu tố cầm nắm giữ thì tới đây là thò cái bàn tay cho được, bây giờ nó không ra được thì tôi buông ra vậy nó rớt mất cái đồng xu. Thành ra cái vấn đề nó là ở chỗ là khi mà chúng ta có thể cầm nắm những cái rất là nhỏ nhặt để chúng ta có thể thậm chí hy sinh cái gì rất lớn hơn. Mà những cái cầm nắm đó rất nhỏ không đáng, thì ngoại trừ ra bạn phải buông ra thì bạn mới thoát được cái ngục tù của sự kìm hãm. Thành ra khi nói về yếu tính thì buông ra rồi, rút tay ra được rồi thì còn nhiều cách để lấy đồng xu lắm. Thấy không? Dốc được cái bình thì đồng xu nó ra. Nhưng mà chúng ta đã tìm cái cách mà nhẹ nhàng nhất là thọt cái tay vô rồi thì ra không được luôn. Bởi vì khi thọt bàn tay vô, bàn tay nó suông, mà khi mà rút đồng bàn tay ra vì có đồ của trong đó cho nên bàn tay bị nắm lại. Và rồi những cái đời mình nhìn cái thằng bé này mình nói thời thằng bé này nó ngu. Nhưng trong đời thường hành xử chúng ta hình như cũng không khôn gì hơn. Phải không? Chúng ta cũng cầm nắm những cái không cần thiết. Không cần thiết đến mức mà chúng ta phải bị kìm hãm trong khổ đau. Chúng ta bị vô minh, chúng ta bị phiền não,
chỉ vì chúng ta cầm nắm những điều không nhỏ nhặt, tha thứ đi cho lòng nó nhẹ, thì vì tự ái nên không tha thứ. Đó. Trong khi cần thì tự, bây giờ con muốn tha được không ấy? Dạ được. Dạ sao chưa tha? Chưa xin lỗi con. Nhiều khi chờ một lời xin lỗi mà buồn, mà khổ, mà không ăn, không ngủ, đến khi đến lúc mà mệt mỏi đủ rồi thì mới hỏi rằng ủa sao vậy, nó chưa xin lỗi mà, nó một tiếng xin lỗi thôi có sao đâu. Thì nó nói thì sao, nói đấy, con là con chịu không nổi, con nói ủa anh không sao, anh không xin lỗi em vậy, con làm hòa trước, tại lâu nay là chiến tranh lạnh mà. Đó. Rồi đến nay là ủa sao anh xin lỗi em, em nói mắc mới xin lỗi, bà có lỗi với tôi có hơn chứ. Rồi là từ cái giận nhỏ trở thành cái giận lớn. Như vậy á, chỉ trong khi chỉ cần một lời xin lỗi nhỏ nhẹ mà để cho cả tuần đi qua trong nặng nề, trong ngột thở, chúng ta cũng không khác gì. Rồi thậm chí chúng ta khả năng mà nhiều khi nghĩ tới giận quá ly dị luôn, là vỡ ngay một cái bình, gọi là cái bình quý giá của sự hạnh phúc, của hạnh phúc. Chỉ vì không xin lỗi khi tôi đang giận. Không phải chẳng, không phải là vợ chồng không, cha mẹ vậy đó, cha mẹ với con cái mình lớn hơn, nó phải xin lỗi mình chứ. Mình lớn hơn, mình dạy nó như vậy để cho tốt cho nó mà nó không nghe lời, và nhất định là giận. Mà nhiều khi đứa con nó thấy như vậy, thay vì nó ở gần mình nó dọn thiệt và xa để nó đừng có bị la nữa. Mình mất luôn đứa con. Đứa con thấy cái đó cũng nhiều mà cũng là một bài học. Con thấy có những cái tưởng như là buông được, nhưng mà trên thực tế trong cuộc sống của tụi con không có buông được, không có thể buông được, nó cứ đeo theo mình hoài, hoặc là mình cứ tự nói buông nhưng mà không có buông được. Con cũng có thể có một cái ví dụ khác, ví dụ như là con đi làm thì cũng có những cái người đồng nghiệp của con. Hồi xưa thì có những cái lúc mà trong cái công việc họ có những cái va chạm mà nhiều khi họ không có muốn đi làm. Rõ ràng là nếu mà có thể là họ có thể họ đi làm một cái việc khác, nhưng mà sao con thấy họ cứ vẫn cứ kiên nhẫn để mà làm. Thì cuối cùng họ nói tôi bỏ không được, tại vì tôi cần cái insurance của cái hãng. Nếu mà tôi đi làm chỗ khác thì tôi sẽ không có, cho nên bây giờ là cái gì cũng phải nhịn, cái gì cũng phải giữ, cái gì cũng phải để vì có được cái insurance cho gia đình. Thì cái đó cũng làm cho con suy nghĩ rất là nhiều. Đôi khi cái đó chịu. Họ có xả đó. Không biết họ xả cái gì không? Họ xả cái tôi của họ. Tức là họ đã phải hy sinh. Họ đã hy sinh những cái cảm xúc cá nhân, những cái bất mãn để mà họ lấy một cái insurance cho gia đình. Đó. Thì cái đó suy nghĩ là họ gọi là xả thì chưa đúng, là bởi vì họ đang dồn nén. Họ đang nhẫn. Con nghĩ là bị dồn. Bị dồn nén. Dồn. Bởi vì lúc đó, lúc nào mà nó nổi điên lên là chuyện lớn á, lớn chuyện luôn đó. Nhưng mà cái này thì nó gọi là xả ngã chưa đúng, mà đó là họ là tạm thời họ dồn nén, họ nhẫn nại. Nhưng mà nếu mà trong đạo Phật không có bao giờ mà coi cái sự dồn nén nhẫn nại này là một điều tốt. Là bởi vì trong đạo Phật là phải chuyển hóa, phải dùng cái tính chất yếu tính của vô thường để mình chuyển hóa những cái điều đó. Từ cái chỗ nó đang căng thẳng lên, mình chuyển làm sao, mình chuyển, nhất là cái tiêu đề của chuyển hóa thân tâm đó là chuyển, tất gì cũng chuyển hết. Đó. Thì mình chuyển cái xấu thành cái tốt. Và nếu như mà chúng ta cứ để mà trường hợp mà gọi là dồn nén, thì một ngày nào đó trong cuộc đời nó cũng giống như là tích nước thì vỡ bờ. Thì cái việc mà chúng ta là trong quá trình tu tập mà chỉ tập thực tập chữ xả. Thì chữ xả này đó là mình xả về mọi thứ. Mọi thứ là đầu tiên là cái xả của cái tôi. Cái tôi của mình mà nhỏ đi bao nhiêu, xả bớt được bao nhiêu, thì mình đỡ khổ bấy nhiêu. Bởi vì khi mình thấy cái tôi của mình nó không có xứng đáng gì để cho mình giận, để cho mình hờn, để mình đố kỵ, ganh tị. Tại vì cái tôi nó mới làm cho mình tự ái nè, rồi ganh tị nè, rồi đố kỵ, rồi phiền muộn, rồi ấm ức, tất cả mấy cái đó. Cái tôi đáng ghét nó cái lú cái mặt ra để nó hành hạ mình. Trong khi mình nghĩ mà mình bỏ cái tôi đi chắc tôi không còn là gì. Không, bạn bỏ ra bạn sẽ là một người dễ thương.
nhất thế giới. Trời ơi, thường mình ôm cái tô mình kỹ lắm, còn chăm chút cho nó nhiều nhiều chút xíu. Dạ. Cho nên cái chủ đề xả là cái chủ đề mà khiến cho chúng ta cần phải thực tập nhiều nếu chúng ta thật sự muốn đời sống của chúng ta mỗi ngày là một nụ cười. Dạ. Và quý khán giả thân mến, ngày hôm nay với sự chia sẻ của Ni Sư, chúng ta cũng nhận thấy được có rất là nhiều điều hay mà mình có thể áp dụng được. Và một trong những cái điều đó mà một lần nữa hồi nãy Bảo Ngọc cũng có hơi nhầm lẫn và xin được nhắc lại với quý vị là cái trạng thái tâm á, khi mà một người đã thuần thục cái thực hành cái hạnh buông xả thì mình sẽ được trải nghiệm cái trạng thái tâm nó rất là trong sáng, nhẹ nhàng, bình an, tự tại, thông dong, mà điều đó tất cả chúng ta ai cũng mong muốn có được cái trạng thái tâm nhẹ và khỏe như vậy trong cuộc đời của mình, phải không thưa quý vị? Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng quay lại với Ni Sư trong những chương trình tiếp theo để được Ni Sư chia sẻ những phương pháp thực tập rất là hay để chúng ta đạt được trạng thái tâm như vậy quý vị nhé. Và xin thay mặt tất cả những người làm chương trình, chúng tôi mến chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được bình an, thân tâm luôn được nhẹ khỏe, lúc nào cũng được an lạc. Và chúng ta xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.